Xin chào chị nhà đầu tư, hôm nay qua sẽ làm cho anh chị một cái video hướng dẫn anh chị tất tần tật về cái VPS này, từ bước tạo tài khoản tại app cho đến các cái đuôi 1, 3, 6, 8 hay là các cái vấn đề bên trong, rồi rút tiền ra, nạp tiền vào, thì hôm nay qua sẽ hướng dẫn anh chị đầy đủ hết. Thì trong cái video này, qua sẽ bắt đầu hướng dẫn từ các cái bước đầu tiên cho đến những cái bước cuối cùng là rút tiền ra, anh chị đã đầu tư xong rút tiền ra, thì anh chị có thể xem cả video hoặc là xem cái khúc mình cần thôi nha. Đầu tiên là gì? Hướng dẫn tạo tài khoản, mà việc đầu tiên đó là phải tải cái app về. Không, tải cái app về. Nếu anh chị coi ở trên máy tính á, thì chị có thể bấm vào cái link này là Open Account. Thì chị bấm vào thì nó sẽ tự động điền cái mã gì? Cái mã giới thiệu của Quang là Trần Lê Nhật Quang rồi. Và chị cứ điền vào và đăng ký tài khoản thôi. Còn nếu anh chị mình đang coi trên app thì sao? App thì anh chị vào VPS, anh chị gõ cái ứng dụng VPS, chị gõ là gì? VPS là nó ra thôi. Đây là ví dụ cho anh chị. Mình nhìn ở đâu? Mình nhìn ở trên cái màn hình này nha. Còn ví dụ cho anh chị đây. Mình sẽ kéo qua đây. Đây là cái màn hình nha. Rồi, mình sẽ gõ vào là gì? Là chữ VPS. VPS là tự động nó sẽ có ra luôn. Thì anh chị cứ tải cái VPS gì Smart One. Còn VPS Smart Pro là gì? Smart Pro ở dưới đây là gì? Cái Smart Pro này là cái để anh chị đánh phái sinh nha, để đầu tư phái sinh. Còn cái Smart One là để cho anh chị làm gì? Để cho anh chị chúng ta đầu tư về cổ phiếu cơ sở bình thường. Sau khi xuống đó, chúng ta tải app xong thì chúng ta sẽ có cái bước là tạo tài khoản. Trên app, trên web thì nó rất đơn giản, còn trên app thì sao? Trên app thì anh chị có thể mở cái app lên. Đây là cái app của VPS. Thì sao? Thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ là mở tài khoản ở dưới góc dưới bên đây. Bấm vào mở tài khoản, và trong đây thì sao? Anh chị có thể bấm là bỏ qua cái chọn số tài khoản đẹp. Còn nếu anh chị muốn có số tài khoản đẹp thì anh chị bấm tham gia. Ở đây quan trọng là bỏ qua. Sau khi bỏ qua thì sao? Chúng ta nhập họ, tên, số điện thoại, email. Những cái này phải nhập cho chính xác nha. Còn cái một người giới thiệu thì anh chị cứ điền là gì? L836 là cái số mã của Quang. Xong rồi anh chị bấm là xong. Ok, là nó tự động ra là người giới thiệu là Quang luôn. Là lúc đó là Quang sẽ là cái người quản lý tài khoản cho anh chị. Sau đó anh chị bấm tiếp tục và theo những cái bước hướng dẫn ở trong cái bài viết mà bạn trợ lý có viết ở đây không, thì chị cứ làm đúng theo những cái bước xác nhận tài khoản ông. Thì sau đó nó sẽ gửi một cái gì, một cái thông tin tài khoản và mật khẩu về cái số điện thoại của anh chị. Thì trong đây anh chị lưu ý là mình có thể ký online và mình chụp các giấy tờ tùy thân lên thoải mái. Vì sao? Vì đây là cái của công ty ha. Công ty người ta xác thực online chứ nó không phải như hồi xưa. Hồi xưa chúng ta là gì? Nếu mà ở xa chúng ta phải đi công chứng cái chữ ký của mình, công chứng chữ ký, sau đó là gửi hồ sơ lên công ty rất là lâu và rất là mất thời gian. Mà công nghệ hiện đại 4.0 bây giờ thì sao? Thì nó quét luôn cái chữ ký, rồi nó quét luôn cái chứng minh dân của anh chị, và không có lo phải lộ thông tin. Tại vì đây là gì? Đây là công ty, phải không? Công ty lớn, và chúng ta là đầu tư ở Việt Nam là hợp pháp, mọi thứ là hợp pháp hết, chứ không có vấn đề gì phải lo lộ thông tin, phải không? Lộ thông tin thì người ta kiện chết rồi, phải không? Kiện chết rồi đó. Rồi sau khi anh chị đăng ký xong thì sao? Đăng ký xong thì có cái bước này, thì có một số anh chị mình không có gì, không có xác thực, thì anh chị lưu ý coi thử coi xác thực chưa nha. Thì anh chị sẽ ra và ông đăng nhập ở đây là quan trường hợp là quan đăng nhập nha. Thì đăng nhập ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái gì? Chúng ta sẽ nhập cái mã Smart OTP. Còn nếu anh chị mình mới đăng ký thì nó sẽ là SMS OTP nha. Rồi chúng ta nhập vào. Rồi đây là để quan nhập lại nha. Sau khi đăng nhập vào rồi, sau khi chúng ta đăng nhập vào thì sao? Thì chúng ta kéo xuống dưới ở đây, chúng ta vào cái mục nào, chúng ta bấm vào đây nào, cái này nè, chúng ta bấm vào cái avatar của mình, bấm vào avatar. Sau đó anh chị thấy là cái chữ là xác thực tài khoản không? Nếu tài khoản của anh chị chưa có cái bước xác thực này thì anh chị bấm vào gì? Xác thực tài khoản ha. Rồi nếu anh chị chưa đăng ký vân tay và khuôn mặt gì đó và bảo mật hai lớp thì anh chị bấm vào đăng ký và bảo mật. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đầu tư thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải đầy đủ những cái bước này thì cái tài khoản chúng ta mới an toàn được, mới an toàn được. Nếu mà chưa có xác thực thì chúng ta phải xác thực nha, phải xác thực eKYC. Rồi tiếp tục, đó là cái bước đầu tiên là cho như là xong rồi. Thì ví dụ như anh chị mà những anh chị khác, những anh chị đã có tài khoản VPS rồi, muốn chuyển cái tài khoản này về cho Quang là người quản lý, chuyển về chứ không phải là mở mới, thì hướng dẫn thay đổi cán bộ tư vấn thì như thế nào? Thì đâu, thì trên cái app này, không? Hôm nay qua sẽ chủ yếu là qua hướng dẫn trên app thôi nha. Tại vì anh chị nhà đầu tư chúng ta đa phần là xài app thôi. Thì cũng trong cái phần này luôn, trong cái phần này luôn thì anh chị kéo xuống dưới cuối cùng ở dưới đây, anh chị thấy chữ là gì? Đổi chuyên gia tư vấn không? Không, đổi chuyên gia tư vấn thì anh chị bấm vào chữ đổi chuyên gia tư vấn.
Sau đó sao? Anh chị nhập cái ID, nhập cái ID này cần chuyển về, ví dụ như ID của Quang là gì? L836 nha. 836. Sau khi mình nhập vào mình bấm chữ xong, mình xong là tự động ra tên của Quang. Và khi chuyển về thì anh chị chọn chuyển đủ bốn cả cả ba cái này luôn. Sau đó anh chị bấm là gửi yêu cầu và anh chị bấm vào cái chủ gì? Lịch sử thay đổi nha, bấm vào lịch sử thay đổi. Thì ở đây thì anh chị lưu ý là gì? Lưu ý là những cái anh chị có chữ cái cán bộ tư vấn cũ của anh chị á, là dịch vụ khách hàng, tức là dịch vụ khách hàng là viết tắt lại nha, DVKH á, thì anh chị sẽ không chuyển về bên Quang được mà anh chị buộc phải tạo lại từ đầu nha. Còn nếu là một tên của một broker khác thì có thể là chuyển về bên Quang thoải mái. Thì sau khi những anh chị mà làm cái thủ tục này thì anh chị báo với bạn Hảo để bạn Hảo chi, bạn Hảo ghi nhận và mời anh chị vào nhóm nha. Rồi xuống đây tiếp tục, đó là cái bước đổi đổi ID thì rất là đơn giản phải không? Sau đó chúng ta hướng dẫn nạp tiền. Thì đây Quang có một cái bài hướng dẫn anh nạp tiền anh chị ở đây rồi. Thì anh chị vào những cái app, nhưng mà lời khuyên của Quang là anh chị nên sử dụng những cái app nào? Những cái app của ngân hàng có liên kết với VPS để anh chị, để khi anh chị nạp tiền á nó đơn giản và nó vào ngay cái tài khoản của anh chị nha. Vào chính xác luôn, chứ chúng ta không nên sử dụng gì những cái app chuyển thủ công thì nó thường nó mất thời gian, và nếu anh chị nhập sai á thì nó sao? Nó sẽ thậm chí là gì? Nó sẽ có thể là bị chuyển nhầm qua cho người khác hay là sao? Hay là nếu mà sai cái cú pháp thì phải làm các cái thủ tục tra soát rất là lâu. Ở đây Quang ví dụ một cái app, đó là app Vietinbank thôi nha. Vietinbank thì sao? Thì đây Quang sẽ mở cái Vietinbank lên cho anh chị coi nha. Đây là Vietinbank nha. Vietinbank đây là tài khoản của Quang luôn. Thì đây Quang sẽ chọn cái gì? Chuyển tiền và nhận tiền, phải không? Ở đây anh chị thấy là có chuyển tiền gì? Chuyển tiền chứng khoán nè, phải không? Chuyển tiền chứng khoán, anh chị bấm vào. Bấm vào thì ở đây Quang sẽ quét cái. Rồi, đã quét. Rồi, ở đây anh chị thấy đây. Tài khoản công ty chứng khoán thì ví dụ ở đây Quang chọn tài khoản gì? Công ty ở đây anh chị thấy là có VBS ở đầu tiên, anh chị bấm vào VBS. Sau là số tài khoản ví dụ của Quang là gì? Này là của Quang nha, anh chị phải nhập cái số tài khoản của anh chị chứ không phải anh chị nhập số tài khoản của Quang. Ví dụ ở đây là tài khoản của Quang nha. 123611. Ví dụ như Quang muốn chuyển vào tài khoản đuôi 6 thì sao? Thì Quang gõ số 6 luôn. 123611 6. Còn nếu mà đuôi 1 thì sao? 123611 1, 1, 1. À, tùy tùy cái mình muốn chuyển vào đuôi nào nha. Rồi thì đây ví dụ Quang muốn chuyển vào đuôi 6 đi. Thì Quang gõ vô đuôi 6. Sau đó Quang bấm xuống cái. Nó tự động nó sẽ lót ra cái gì? Hội sở VPS là chính xác công ty VPS, tên chủ tài khoản là Trần Lê Nhật Quang luôn. Chứ không phải là gì chúng ta phải nhập cái nội dung ở dưới đây, ví dụ nội dung dưới đây thì chúng ta không cần sửa cái nội dung này luôn, nó hiển thị cái gì kệ nó, không là chúng ta nạp luôn. Còn cái kiểu nạp truyền thống của anh chị hồi xưa thì khi anh chị nạp tiền mà cái kiểu là gì, chúng ta phải chọn đúng cái nội dung, tên của anh chị, số tài khoản, đúng không? Số tài khoản. Còn nếu anh chị nhập sai số tài khoản thì nó sẽ vào sai tài khoản của anh chị, không? Còn cái này là người ta kiểm tra cho anh chị luôn. Thì đây qua sẽ làm cho anh chị thêm một cái app nữa, đó là app của Vietcombank nha. Thì đây là tài khoản Vietcombank của Quang, tài khoản Vietcombank của Quang thì sao? Thì chúng ta cũng làm y tương tự vậy thôi. Chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta tìm cái chỗ là gì? Chuyển tiền chứng khoán nha. Đây anh chị sẽ thấy đây có chữ là chứng khoán nè chị không? Rồi anh chị bấm vào chứng khoán. Ở đây có ghi là gì? Nạp tiền chứng khoán. Ở đây sao kéo xuống được ta? Đây nè, anh chị thấy là nạp tiền chứng khoán không? Chị bấm vào nạp tiền chứng khoán. Ở đây nó cũng có là các cái công ty, anh chị bấm ra chọn các cái công ty. Thì đây chúng ta chọn đúng cái công ty của mình là gì? Là VBS. VBS. Đây VBS, chứng khoán VBS là cuối cùng nè anh chị không? Rồi, VBS. Sau đó sao? Chọn loại dịch vụ, nạp tiền chứng khoán, mã khách hàng. Ví dụ ở đây là 123611 6, số tiền ví dụ là 1 triệu và 10 ngàn thôi, rồi bấm tiếp tục. Rồi sau đó bấm qua đây thì anh chị thấy là trong cái nội dung biên lai này nó chính xác cái số cái tài khoản mình không, tên khách hàng Trần Lê Nhật Quang nè anh chị không, nạp mã khách hàng nè, thì nó sẽ chính vào chính xác gì cái tài khoản của mình luôn, chứ nó không phải là gì chúng ta phải chọn nội dung gì cả. Thì đây là một cái ứng dụng phải không? Trên VPBank cũng có, các cái app khác thì một số app đã bắt đầu có đầy đủ hết rồi. Thì chị nhà tư chúng ta khi nạp tiền thì chú ý là làm theo cách này nha. Rồi đó là cái cách là nạp tiền. Sau khi nạp tiền thì chúng ta sao? Chúng ta sẽ tiếp tục là các cái hướng dẫn, ví dụ nạp tiền bên BIDV này cũng có nè, đó. Rồi nạp tiền là coi như xong. Tiếp tục là chúng ta tới cái mục là giao dịch mua bán nha, giao dịch mua bán trên cái tài khoản. Thì đây, qua sẽ bắt đầu kéo ra cho anh chị coi là cái giao dịch mua bán. Thì chúng ta chủ yếu là cái mục nào?
cái mục cổ phiếu ở đây, chị thấy cái mục cổ phiếu ở đây không? Để chúng ta chỉ bấm vào cái cổ phiếu này, thì đây là cái tài khoản của Quang hiện tại, ví dụ vậy. Chị thấy đây là cái tài khoản của Quang, thì Quang sẽ giải thích sơ các cái thông số này nha. Ở đây hiện chị nhìn ở trên cái góc trên nè, cái góc bên trên này, thì đây là đuôi 6, phải không? Khi anh chị xác thực eKYC xong á, xác thực định danh tài khoản xong thì nó sẽ có đầy đủ các cái đuôi đây. Anh chị thấy là đuôi 1, 3, 6 và thậm chí có đuôi 8 nữa, tuy nhiên ở đây nó không có hiện. Thì sao? Thì đuôi 1 là gì? Là chị sẽ không sử dụng margin nha, không hề có margin gì cả, anh chị chỉ dùng chỉ về tiền thật của mình. Và khi mua bán thì sao? Nó là tiền thật luôn, nó không có được nhân thì bao nhiêu. Còn đuôi 3 và đuôi 6 đều là đuôi margin. Tuy nhiên là đuôi 3 thì cái số lượng margin nó sẽ không có nhiều bằng đuôi 6. Nhưng mà nếu anh chị muốn đầy đủ margin hết thì anh chị phải đăng ký thêm cái đuôi 3. Thì anh chị vào cái mục gì? Anh chị vào cái mục đây. Anh chị vào cái tài khoản ở đây nè, chị kéo xuống gói dịch vụ tài khoản nè, anh chị đăng ký thôi. Đăng ký thôi. Đó. Rồi, tiếp tục. Khi sau khi chúng ta có đầy đủ các đuôi thì anh chị lựa chọn margin hay không margin thôi. Đó, ví dụ ở đây qua đang lựa chọn là đuôi làm đuôi margin. Thì đây hiện chị sẽ thấy là ở đây nó có các cái thông số đầy đủ hết phải không? Tài sản ròng thực tế là gì? Là cái số tài sản của anh chị, số tài sản thực tế của anh chị luôn. Chúng ta không có nói là tổng tài sản sẽ là gì? Cả nợ và cái số vốn gốc của anh chị và số tiền lời của anh chị, phải không? Đây anh chị thấy là 417 triệu sẽ có là số tiền lời là khoảng 17 triệu, 17 triệu, 17 18 triệu đó. Lãi tạm tính nha, thì cái này thường là nó sẽ từ từ động trừ thôi, chúng ta sẽ không để ý. Và cái mức lãi là bao nhiêu? Ví dụ những tài khoản mở mới thì hình như là 8.8%, tùy cái chính sách giai đoạn của mỗi mỗi một cái thời kỳ. Tuy nhiên thì sau khi hết tất cả các cái khuyến mãi thì nó đều giống nhau là bao nhiêu? Đều giống nhau là 14% một năm. Lưu ý nhé, một năm mà ở đây chúng ta vay margin thì sao? Sẽ là 14% chia cho 365 ngày và hạn mức là 90 ngày nha, 90 ngày tức là 90 ngày chị phải trả hoặc là chị phải bán cổ phiếu ra để nó tất toán sau đó mua lại. Sau đó mua lại. Ở đây thì sẽ có cái mục là gì? Sức mua. Thì những cái sức mua này nó là gì? Là những cái số thực tế của tài khoản chị còn dương. Ví dụ ở đây qua đang âm, tại vì sao? Tại vì qua chi cổ tức, cái cổ phiếu qua nó chi cổ tức nên nó đang âm xuống. Tuy nhiên nếu cái ở đây ví dụ anh chị có 100 ngàn thì nó sẽ hiển thị những cái sức mua và chị sẽ coi cái margin của VPS là gì, là một cái tổng kho. Cái tổng kho và anh chị mua những cái cổ phiếu đó thì nó sẽ tự động ra cái tài sản của anh chị, chứ nó không tính riêng từng con từng con từng con, nó chỉ tính là cái sức ký quỹ thôi, nhưng mà khi mua xong thì nó gộp chung lại hết nha, nó gộp chung lại hết. Rồi xuống đây chúng ta kéo xuống, đây là các cái mục tài khoản phải không? Và ví dụ anh chị nhìn con DG đi, thì đây anh chị thấy là gì? Nó sẽ có cái là T0 nè, T1 là T2, thì theo luật Việt Nam hiện tại là T2.5 là hàng về phải không? Là hàng, cái hàng này nó sẽ về chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đang ở đây là T2 thôi, tức là ngày, ví dụ Quang đang quay video này thì ngày bữa sau là mở cửa ra thì buổi sáng nó vẫn ghi là đây là T2, tức là chúng ta chưa được bán, nhưng tới buổi chiều cái T2 nó sẽ mất đi và cái số khả dụng nó sẽ xuất hiện là 8.000, thì lúc đó có thể gì? Có thể bán được. Còn T0, T1 là sẽ không bán được. Còn cái khối lượng khác này là gì? Là cái khối lượng để chia cổ tức hay là những cái quyền mua gì đó, thì khi anh chị đã thực hiện xong nó sẽ có. Còn ví dụ như trường hợp của con gì, con HAH ở dưới đây, HAH nè anh chị thấy không, HAH thì anh chị kéo xuống đây, thì nó sẽ có đây. Tuy nhiên hiện tại là gì, chúng ta chưa có xuất hiện phải không? Chưa có, tại vì bây giờ trong cái ngày qua đang quay video thì chưa có xuất hiện đó. Rồi thì nó sẽ xuất hiện ở cái chỗ khối lượng khác nha, tổng khối lượng thì nó sẽ có đầy đủ hết. Rồi tiếp tục là gì? Chúng ta coi cái margin như thế nào. Chúng ta chạy vào chữ mua nha, và chữ mua. Sau đây anh chị vào chữ mua thì Quang ví dụ anh chị gõ một cổ phiếu đó là cổ phiếu VCI đi ha. Quang sẽ gõ vài cổ phiếu cho anh chị coi, ví dụ là VCI. Thì chị muốn biết tỷ lệ margin nó là bao nhiêu thì anh chị bấm vào đây. À, cũng là mua bán bình thường thôi. Tuy nhiên anh chị thấy cái chữ không? Tỷ lệ ký quỹ là 35%. Nó sẽ hiểu như thế nào? Là anh chị sẽ bỏ 35% số vốn gốc của anh chị vào. Và công ty sẽ cho anh chị vay 65% để cho 100 triệu. Ví dụ như anh chị có 35 triệu, anh chị sẽ mua được 100 triệu. Công ty cho anh chị vay 65 nha. Rồi, tiếp tục chúng ta ví dụ cổ phiếu khác. VND. Ví dụ cổ phiếu là VND đi ha. Anh chị bấm vào. Thì VND ở đây là gì? Tỷ lệ ký quỹ là 90%. Tỷ quỹ là 90% thì sao? Thì anh chị sẽ bỏ vào số vốn gốc của anh chị là 90%. Và công ty sẽ cho anh chị vay 10%. Tức là như 100 triệu anh chị bỏ 90 triệu, công ty cho anh chị vay 10 triệu. Rồi ví dụ một mã khác đó là gì? Mã HUT đi ha. HUT, HUT. HUT đây. Thì anh chị thấy ở đây nó ghi là tỷ lệ ký quỹ 100% là sao? Là anh chị sẽ bỏ 100% vốn và công ty không cho anh chị vay, tức là mã cổ phiếu không được vay margin. Lưu ý nha.
Rồi, sau khi mua bán thì chị cứ mua nhập lệnh mua bán bình thường thôi. Thường thì Quang khuyên anh chị là không nên sử dụng các cái lệnh điều kiện làm gì. Tại vì chúng ta ngồi canh hàng ngày mà, chứ đâu phải là chúng ta cần cái gì đó khó khăn lắm đâu. Không, là đặt lệnh điều kiện thì phải nhớ và phải cái gì? Phải quan sát kỹ, nếu không là chúng ta đặt nhầm thì xong. Còn cái tham gia cái SAFI này thì nếu anh chị không muốn tham gia thì thôi. Đây là một cái công cụ bảo gì giống như cái gì ta? Cái bảo hiểm á, tuy nhiên nếu mà tài khoản anh chị nó không lỗ mà đã lời thì anh chị sẽ mất tiền. Thì nhìn chung là chị phải bấm vào chữ tìm hiểu thêm ở đây nè, chị đọc cho kỹ cái này. Nếu chị xác định muốn tham gia thì tham gia, không thì không nên tham gia nha. Sau đó chị bấm đặt lệnh. Đó, đã xong. Đó là hướng dẫn về việc gì? Về việc là mua và mua sử dụng margin nha. Còn mua tài khoản thường thì khỏi phải nói phải không? Còn bán thì cũng bình thường thôi. Vậy cứ đặt lệnh bán là xong. Đó, đặt lệnh bán là xong. Đó. Rồi, tiếp tục. Ở đây là Quang đã hướng dẫn anh chị về cái bước là gì? Chúng ta đặt lệnh mua bán và coi cái margin phải không? Coi margin. Sau đó chúng ta sẽ coi tiếp tục là cái gì. Ví dụ anh chị muốn coi là lãi lỗ của anh chị thì sao? Anh chị sẽ bấm ở trên đây, anh chị kéo qua phải nha. Ở trên đây chị sẽ bấm vào những cái kéo qua phải. Ê, rồi anh chị bấm vào mục lãi lỗ đã thực hiện. Ví dụ vậy đó, anh chị thấy qua bán cổ phiếu rồi là Quang bị lỗ không? Lỗ thì nó sẽ có là ngày hiện tại. Chúng ta sẽ không chép được những cái ngày quá khứ mà chúng ta chỉ là gì chép được cái ngày hiện tại và những ngày quá khứ cách ra một ngày, tức là hiện tại và những ngày phía sau. Chứ chúng ta không thể chép là hiện tại và toàn bộ ngày phía sau trong cái phiên đang coi. Ví dụ như hiện tại Quang chép đi, Quang có thể chép được từ ngày bao nhiêu. Đây anh chị thấy, ở đây hình như nó không hiển thị cái ngày rồi. Để bấm ở đây, để, dưới đây nè anh chị thấy không, nó hiển thị đây. Nhưng nó bị lỗi rồi, để bấm lại. Rồi ở đây thì Quang cắt cái khúc này ra là cái thanh cuộn ở trên đây nè. Thì anh chị lưu ý là chúng ta chỉ chọn được lùi một ngày so với ngày hiện tại. Thì chép ra ở đây ví dụ quan trọng là ngày 1 tháng 6 tới ngày 5 tháng 8 thì lời đây nè anh chị thấy không, thì chị kéo xuống nó có đầy đủ hết cho anh chị luôn. Ví dụ anh chị bấm vào từng cái con, ví dụ anh chị bấm vào đây thì nó sẽ ghi ra rõ ràng hết. Và anh chị có thể bấm vào những cái dấu này nè, bấm vào những cái dấu này thì nó sẽ có hiển thị là gì, hiển thị là cái gì đó giải thích ra cho anh chị. Tuy nhiên là cái khúc ở thanh cuộn ở đây thì quả không hiển thị cho anh chị coi được nha, không hiển thị ra được. Vì sao? Vì khi chúng ta hiển thị ra nó bị lỗi nha, nó bị lỗi đó, nó bị lỗi trên cái ứng dụng mình thôi. Thì anh chị có thể chép cái thành quả mình ở đây. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm ở đâu sổ lệnh đi. Anh chị có thể qua cái mục sổ lệnh thì nó sẽ có đầy đủ là cái lệnh mua bán của anh chị nha. Rồi tiếp tục thông tin quyền. Anh chị có thể bấm vào thông tin quyền để coi những cái quyền này của anh chị. Ví dụ như là quyền gì, đi họp đại cổ đông đồ đó, đại hội cổ đông hay là quyền chủ cổ tức đồ đó. Đó. Rồi cái phần gói phí dịch vụ ưu đãi là gì? Là một cái hiện là một cái ví dụ như là anh chị bấm vào thì nó sẽ có những cái gói phí để anh chị mua. Ví dụ như một tháng anh chị thường giao dịch là 10 triệu đi, mà anh chị muốn mua cái gói phí này thì nó sẽ có một số cái gói 10 triệu thì anh chị sẽ được chiết khấu lại. Ví dụ anh chị mua có 9 triệu chẳng hạn không, thì anh chị sẽ được rẻ hơn một tí. Nhưng mà nếu mà xài không hết thì sao? Xài không hết thì mình kiểu như là gì, kiểu như mình mất tiền thôi. Thì cái đó là giống như là những cái dịch vụ ưu đãi thôi đó. Chuyển tiền thì xong cái bước hướng dẫn cơ bản nha. Nói chung đó là những cái hướng dẫn cơ bản này anh chị cứ hỏi bạn Hảo thì bạn Hảo sẽ chỉ anh chị đầy đủ hết. Nhưng mà mua bán cơ bản là như vậy, chủ yếu là chúng ta sử dụng trong cái mục gì, cổ phiếu này nha, chúng ta sử dụng trong cái mục cổ phiếu này đó. Kéo xuống thì mình cứ coi chủ yếu là ở đây. Hơn hơn thì khi anh chị sử dụng cái đuôi sáu á, anh chị không cần phải bấm ứng tiền trước nha. Ở đây quan lưu ý em là anh chị không cần ứng tiền. Vì sao? Vì nó sẽ tự động ứng bằng margin cho anh chị và hình như là mà miễn phí T cộng không nha. Đó. Rồi tiếp tục ở đây có một cái chức năng đó là bán nhiều mã, chị có thể bấm vào đây. Bán nhiều mã thì nó sẽ có đầy đủ là các cái mã chị muốn bán bao nhiêu, cái tỷ lệ phần trăm bao nhiêu, cái lệnh là gì thì chị bấm. Nhưng mà thường thì qua không khuyến nghị chị nên bán nhiều mã là dùng cái lệnh này nha, cần thiết thì mới dùng thôi, không thì thôi khỏi dùng nha. Rồi tiếp tục chúng ta trở ra ngoài đây, chúng ta có thể bấm vào cái chỗ này nè, nó sẽ hiển thị lên cho anh chị là cái số tiền của anh chị hiện tại phải không, là cái số vào tổng hết đó. Sau đó anh chị bấm vào đây. Tại sao? Đây anh chị thấy là khi Quang bấm lên thì nó sẽ ra là 421 triệu phải không? Thì nó sẽ bao gồm luôn cái tài khoản đuôi 1. Đây Quang sẽ cho anh chị coi cái đuôi 1 của Quang đi. Đây anh chị bấm ở trên đây nè, chị đổi thành cái đuôi 1. Sau khi anh chị đổi thành đuôi 1 thì sau kéo xuống thì chúng ta sẽ thấy đây còn tài sản phải không? Đó là một con sèo. Đó là một con sèo đi mua quyền đó anh chị ha, mua quyền. Thì nó còn nằm bên đây và đây là cái khối lượng khác nè, tức là Quang tách con sèo ra. Một phần thì qua để đuôi 1 là cái quyền mua, còn một phần thì qua đổ qua đuôi 6 là cái phần vốn gốc của Quang á, thì nó sẽ ra là 421 triệu ở đây. Chúng ta có thể bấm vào cái nút này. Bấm vào cái nút này thì anh chị sẽ ra được là những cái thống kê đây. Hiện chị thấy là chỗ này nè. Chỗ này nè, ngay chỗ ngay đây nó có cái đồ thị, chị có thể bấm vào cái đồ thị này. Nó sẽ ra được những cái biểu đồ của tài sản anh chị. Ví dụ anh chị bấm là nhiêu là ở đây lại bị lỗi nữa rồi, để Quang cắt ngang cho nó lẹ nha. Rồi
Thì đây anh chị có thể thấy là sau khi cắt qua cái đoạn mà chọn cái số ngày ở đây thì anh chị chọn 7 hoặc 30. Thì đây là quan trọng 30 ngày. À, 30 ngày cái tài khoản là tài khoản ký quỹ chẳng hạn là tài khoản đuôi 6 á. Anh chị thấy là cái tài khoản của Quang nó tăng từ đầu tháng 7 nó tăng liên tục phải không? Sau đó cái giai đoạn cuối tháng mấy, cuối tháng 7 thì Quang bán ra hết cổ phiếu Quang clear để Quang tổng kết một cái danh mục của mình một tháng kiếm được bao nhiêu tiền và rút ra một phần 100 mấy ra để phục vụ cuộc sống bên ngoài. Thì nó sẽ tự động nó rơi, còn những anh chị không bán ra hay không rút ra thì nó vẫn còn nguyên và tăng tăng trưởng đều đó, tăng trưởng đều đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ ra ngoài tiếp, ra ngoài tiếp. Rồi ra ngoài thì sao? Chúng ta sẽ bước ra tiếp một cái bước đó là gì? Chuyển tiền, đúng không? Chuyển tiền, rút tiền ra chẳng hạn. Thì chị bấm vào cái trục ngay đây và bấm vào chuyển tiền ra thôi, không? Các cái đuôi nè anh chị chấm là chuyển tiền. Ở đây nó có sẵn số dư, anh chị có thể lưu lại cái danh bạ của mình ở đây và chuyển thì ưu tiên là chị chính danh tài khoản của anh chị trùng tên với anh chị là được nha. Thì cái bước rút tiền ra thì anh chị có thể coi ở trên đây có đầy đủ hết. Chủ yếu cái hướng dẫn của Quang nãy giờ là gì? Là những cái bước trong bước là mua bán hay là xem các cái tỷ lệ ký quỹ hay là lãi lỗ đã thực hiện thôi. Còn cái bước chuyển tiền thì anh chị cứ bấm vào ở coi giống cái hình ở đây và bấm rút tiền ra thôi. À, rút tiền ra thôi. Thì cái video hôm nay hướng dẫn anh chị chỉ đơn giản vậy thôi. Để những anh chị mình mới bắt đầu tham gia vào cái app VPF này thì anh chị hiểu nha, anh chị hiểu. Còn ở Việt Nam chúng ta thì tất cả các công ty chứng khoán đều được gì? Đều được sở giao dịch chứng khoán mình được giao dịch tổng thể trong thôi, chứ chúng ta không có dùng các cái thuật ngữ ví dụ như là sàn chứng khoán chúng ta đánh bên sàn nào, tại vì chúng ta ở Việt Nam chúng ta là đồng bộ hết tất cả luôn. Anh chị mua bán là anh chị mua bán trên sàn HOSE, sàn gì Upcom hay là sàn HNX là Vin30 gì đó, thì công ty nào cũng phải được mua bán toàn bộ những cái sàn đó, chứ không có khái niệm là một công ty chỉ mua bán một bên là không bao giờ có, không bao giờ có. Đó là cái sự gì chính danh và chính quy của Việt Nam, chứ không phải là ở nước ngoài là ôi có cái sàn forex này sàn forex kia, cái sàn này đánh sao sàn kia đánh sao, uy tín hay không thì ở Việt Nam là không có. Còn anh chị biết là VPS bên chúng ta là nhờ công ty có thị phần tương đối là lớn nhất Việt Nam rồi, lớn nhất Việt Nam đó. Thì trong đây ví dụ như anh chị thấy nè, chúng ta có thể phân tích về đây nè, ví dụ như là đồ thị gì, đồ thị Vin30 nè, phải không? Rồi đồ thị gì và VN-Index, Upcom và HNX và tất cả những cái này đều được quản lý qua sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. À, qua sở chứ qua một cái chợ chung chứ không phải là tách ra giống như là ở ở nước ngoài hay là những cái vấn đề như là nhạy cảm giống nước ngoài hay bị, thì Việt Nam mình không có nha. Chủ yếu là cái bước ở khúc giữa là hướng dẫn mua bán thôi, nó khá là đơn giản phải không? Và thường á thì khi mà Quang sử dụng cái app này quen rồi á, thường là Quang sẽ xài đuôi 6 thôi. Tại vì sao? Tại cái đuôi 6 của chúng ta, cái công ty của chúng ta là cái đuôi 6 là cái đuôi mà nó tiện nhất cho nhà đầu tư phải không? Nó cái tỷ lệ ký quỹ rồi mọi thứ là nó ok nhất. Nó ok nhất từ đầu tới cuối luôn, và cái gì cái trình bày nó là coi như là ổn nhất rồi, ổn nhất trong tất cả các công ty rồi. Anh chị lưu ý ở đây thêm một cái nữa là gì, cái giá trung bình này của anh chị sẽ có tính thêm cái phần phí giao dịch nữa. Ví dụ như anh chị giao dịch có phí là 0,15 phải không, thì nó sẽ tự động nó thêm một cái phần ở đây coi như là gì, mình biết chắc là cái phí của mình nó là thêm đó khi mình mua cổ phiếu. Ví dụ giá mua 30,6 không, thì cái phí là nhiêu, 0,07, thì tự động nó tính vô cái giá vốn của chị luôn đó. Thì một số cái hướng dẫn cho anh chị hôm nay thì chủ yếu là hướng dẫn sơ thôi, còn nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ cụ thể về cái app và những cái hướng dẫn mua bán, anh chị cứ nhắn tin với Quang rồi Quang sẽ chuyển cho anh chị qua bạn Như Hảo. Tại vì sao? Tại vì bạn Như Hảo sẽ là cái bạn để hướng dẫn anh chị mọi thứ trong cái app, còn Quang là gì, là cái người ngồi đây tư vấn cho anh chị về các cái điểm mua điểm bán cổ phiếu. Anh chị đến với Quang vì cái gì, có phải về những cái điểm mua điểm bán hợp lý không, những điểm mua điểm bán đánh theo T cộng, đánh theo cái dòng tiền. Đánh theo cái dòng tiền thì chúng ta quan trọng là gì, là cái điểm mua điểm bán thôi, còn những cái hủ tục á thật ra chỉ cần biết qua một lần là đâu có cần phải coi lại, thì cái đó bạn Hảo sẽ hướng dẫn anh chị nha, chứ không phải là Quang, Quang sẽ không hướng dẫn, nhưng mà anh chị cứ liên hệ Quang là Quang sẽ chuyển qua cho bạn Hảo. Rồi thì video hôm nay là như vậy, chúc anh chị một buổi chiều một buổi tối vui vẻ, có vấn đề cần hỗ trợ cứ liên hệ với Quang. Xin chào anh chị nhà đầu tư.